Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Điều Đa, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục nhớ những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay, admin sẽ chia sẻ với anh em dự án Lino Store NFT. Dự án ngày hôm nay có một tài thưởng đó là 30 triệu token DNG. Thông tin về dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới một tài video. Sau đó các bạn đăng nhập tài khoản Twitter Google. Quên mất mình chưa tắt VPN. Chúng ta sẽ nâng được join vào kênh Telegram chat và kênh channel nhũ đầu tiên. Tán vào click here. Nhấn username của kênh Telegram. Ấn continue. Ta rồi xoay tiếp vào kênh Telegram chat. Chúng ta tấn đăng hành ở nút soi. Hoàn toàn tương tự các bạn sẽ ấn nút continue. Follow Twitter của dự án này. Cũng như chúng ta retweet là bài đăng. Mình sẽ mở đồng thời hai nhiệm vụ này ra luôn. Now retweet. Chúng ta xác nhận nhiệm vụ. Và địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất Gonet ở MetaMask. Chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH. Sau đó quay trở lại các bạn viết vào nút continue. Cuối cùng các bạn sẽ có link dApp và bạn có thể dApp sẽ tuyển về thân dApp chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án DinoStar NFT. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.